Kính thưa tất cả quý khán thính giả, Góc nhìn Hoàng Duy Hùng, kênh 2. Sáng thứ Hai ngày 22 tháng 4 năm 2024, từ thành phố Hồ Chí Minh, quý khán thính giả biết trong tuần qua, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đã có chuyến đi thăm chính thức nước Cuba, Bolivar và Venezuela. Chuyến đi này, theo đánh giá của các cơ quan truyền thông báo chí ở Cuba, ở Bolivar và ở Venezuela, là một chuyến đi thắt tình giao hảo giữa Việt Nam với những quốc gia đó. Khi mà Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đến Cuba, đến La Habana, thắp hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, thì người Cuba nói rằng Chủ tịch Hồ Chí Minh là điểm sáng, là biểu tượng cho sự tranh đấu bất khuất của một dân tộc, đó là dân tộc Việt Nam. Và sự tranh đấu đó đã chống lại tất cả các thế lực thù địch, các đế quốc như Pháp, Mỹ v.v. và đã thành công. Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang cũng đã thắp hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh ở tại thủ đô Venezuela là Caracas. Và chúng ta thấy ở tại Caracas, Tổng thống Maduro cùng với phu nhân và Phó Tổng thống đã gặp gỡ, bắt tay và chụp hình lưu niệm với phái đoàn của Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang. Đây là một trong những biệt lệ dành cho Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang, vì ở bên Venezuela ít khi mà Tổng thống và Phó Tổng thống gặp gỡ một nhân vật ngoại giao cao cấp như thế cùng một lúc. Kỳ này không những cùng một lúc mà còn có cả đệ nhất phu nhân, người được mệnh danh là chiến sĩ số 1 ở Venezuela, rồi gặp gỡ các nhân vật khác cùng một lúc luôn, thì đó là một vinh dự rất lớn. Trong cuộc gặp gỡ này thì Tổng thống Nicolas Maduro đã nói Venezuela sẽ noi gương Việt Nam, sẽ là một Việt Nam ở Nam Mỹ. Chúng ta biết thời kỳ của ông Hugo Chavez cách đây khoảng chừng mấy chục năm thì Venezuela là một trung cường quốc, nhưng dưới sự áp lực của nước Mỹ và bao vây của nước Mỹ, cấm vận của nước Mỹ, thì Venezuela đã xuống cấp trầm trọng. Và bây giờ Venezuela ngước nhìn lên Việt Nam như là một biểu tượng để tranh đấu. Tranh đấu để trở thành một quốc gia vững vàng, độc lập, phát triển và thành công. Tổng thống Maduro đã nói Venezuela sẽ thành công như Việt Nam. Thưa quý khán giả, Việt Nam có thành công hay không? Thì chúng ta hãy xem đánh giá của Quỹ Tiền tệ Quốc tế IMF, International Monetary Fund, đánh giá năm 2023. Việt Nam là nước đứng hàng thứ 25 có tổng sản lượng quốc gia cho năm 2023 là 1.438 tỷ Mỹ Kim. Như vậy, ở Đông Nam Á, tổng sản lượng quốc gia của Việt Nam đứng hàng thứ 3. Thứ nhất là Indonesia, thứ hai là Thái Lan và thứ ba đến Việt Nam. Nhưng từ đây tới năm 2030, thì Việt Nam sẽ qua mặt Thái Lan để trở thành nước có tổng sản lượng lớn thứ hai ở Đông Nam Á và sẽ đứng thứ 20 trên toàn thế giới, qua mặt cả Thụy Sĩ và Hà Lan luôn. Đó là theo tài liệu của IMF, là một cơ quan chuyên về tiền tệ của thế giới rất nổi tiếng. Đánh giá này là đánh giá khách quan dựa theo các số liệu các quốc gia và các chỉ số về vấn đề phát triển con người nữa. Nên chúng ta thấy rõ ràng là Việt Nam đang thành công và sẽ thành công. Nên Tổng thống Maduro của Venezuela mới phát biểu Venezuela sẽ phấn đấu trở thành một Việt Nam ở Nam Mỹ. Đây là một điều vinh hạnh cho Việt Nam, vì Việt Nam đang là ngọn hải đăng cho chính Venezuela. Trước đây đã là một trung cường quốc, ngó nhìn lên trên Việt Nam như là mục tiêu để phấn đấu.
và các tượng đài của Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Cuba, ở Venezuela là những hải đăng để cho những nước đó ngó trong tinh thần chiến đấu của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Và như vậy là sự dẫn đường cho cả dân tộc Việt Nam này chiến đấu trở thành một sức mạnh mà bây giờ những nước đó coi sự thành công của Việt Nam là mục tiêu để phấn đấu. Và quả thật Việt Nam thành công thiệt, vì đánh giá không phải của những người Việt Nam mà của Tổ chức Tiền tệ Thế giới. Đó là thông tin và góc nhìn của tôi. Chân thành cảm ơn tất cả quý khán thính giả theo dõi và xin hẹn gặp quý vị trong chương trình sau.